Các bạn thân mến, trong video hôm nay thì chúng tôi sẽ tiếp tục với bài giảng Laravel 5.6. Trong nội dung này thì chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn một cái nội dung nữa, đó là chúng ta tạo cơ sở dữ liệu mẫu với seeding. Các bạn có thể vào website của tôi và sau đó gõ cái từ khóa là seeding. Đây. Và ở đây thì chúng ta đã có một cái bài lý thuyết về database seeding trong Laravel. Thì ở đây thì các bạn thấy là chúng ta có thể tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mẫu, tức là một cái mẫu để chúng ta có thể đưa nó vào trong cơ sở dữ liệu luôn. Khi mà xây dựng một cái website thì thường là chúng ta sẽ xây dựng một số các cái cơ sở dữ liệu mẫu cho người dùng. Chính vì thế mà đây cũng là một trong những cái nội dung giữ vai trò khá quan trọng. Đầu tiên thì các bạn sẽ khởi động cái phần mềm đó là Laravel để chúng ta kích vào cái phần terminal này. Tiếp đó chúng ta sẽ xây dựng cái câu lệnh của nó là đây chính là cái câu lệnh là PHP. Chúng ta có thể copy trực tiếp ở trên trang web của tôi, sau đó là chúng ta dán nó vào đây thôi. Ở đây thì các bạn lưu ý là ở đây là cái make của nó là seeder. Và thêm một cái điểm lưu ý nữa là cái đường dẫn của chúng ta là vào đúng cái thư mục của cái trang web mà chúng ta đang xây dựng, nên nếu không thì nó sẽ không chạy được những cái nội dung này. Và ở đây thì chúng ta cũng sẽ xây dựng một số các cái cơ sở dữ liệu mẫu về cái bảng user đây. Và cái tên của nó theo quy ước của Laravel thì nó nên đặt là user table seeder. Và sau khi mà gõ xong cái lệnh này, các bạn nhấn enter. Chúng ta chờ một lát để Laravel sẽ tạo cho chúng ta cái cơ sở dữ liệu này. Như vậy là create success filter thì chúng ta đã xây dựng xong. Ở đây chúng ta có thể tắt nó đi. Bây giờ nó chưa chạy hết thì thôi, cứ để lùi xuống đây được. Bây giờ các bạn mở cái phần seeder này ra. Nó nằm ở trong cái từ mục database này, đúng không? Trên này là migration thì ở dưới này nó sẽ là seed, và cái bảng dữ liệu user table seed đã được xuất hiện ở đây, đúng không? Và cái cơ sở dữ liệu mẫu này các bạn có thể lấy trực tiếp ở đây, đúng không? Đấy, chúng ta copy cái này, được chưa? Copy và chúng ta dán vào đây cho nó nhanh. Ở đây thì cái phần bởi vì dữ liệu này hoàn toàn của Laravel mà, cho nên là chúng ta lấy đây, chẳng hạn tôi lấy cái tên của tôi là độ trung thành. Và cái email ở đây thì chúng ta sẽ lấy luôn cái email của các bạn luôn, đúng không? Của tôi là dothanh@gmail.com. Và cái password thì chẳng hạn như tôi đặt cho nó là abc a+123 chẳng hạn. Đấy. Thì ở đây các bạn lưu ý là cái mật khẩu này nó phải đặt chế độ mật khẩu được mã hóa thì sau này chúng ta mới đăng nhập được vào trong website. Chứ nếu mà mật khẩu mà không được mã hóa thì cũng sẽ không đăng nhập được. Cho nên chúng ta nhớ cái hàm này để chúng ta mã hóa cái mật khẩu của nó. Cơ sở dữ liệu rất đơn giản như vậy thôi. Sau khi mà thiết lập xong cái bảng user table seeder này xong thì các bạn chuyển sang cái phần database seeder. Thì nó cần phải có một con trỏ zip để nó trỏ vào cái phần can để nó chạy được cái user table seeder này. Đấy. Và chúng ta lưu lại cái bảng này lại. Sau đó là chúng ta mở tiếp cái phần terminal lên. Và ở đây các bạn chỉ cần gõ cái câu lệnh là PHP artisan. Và chúng ta dùng cái từ khóa là db2.seed. Và chúng ta nhấn enter. Thì ngay lập tức là user table seeder đã được xây dựng. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái cơ sở dữ liệu của nó lên. Được chưa? Mở cơ sở dữ liệu lên, tôi open lên nhá. Và trong cái bảng user này thì chúng ta xem cái phần data đây. Thì các bạn thấy là cái cơ sở dữ liệu là độ trung thành này, email là dothanh@gmail.com và password của nó đây hoàn toàn đã được mã hóa. Đúng không? Chính vì vậy mà khi mà chúng ta đã đặt mật khẩu ở đấy, nếu mà quên thì chỉ có một cách là đặt lại thôi.
chứ còn không có, có cách nào để chúng ta có thể xem được cái mật khẩu của nó. Thế ở đây thì do cái cơ sở dữ liệu mẫu cho nên là cái phần create ad và update ad nó sẽ không xuất hiện ở đây. Còn phần remember token thì sau này chúng ta khi chúng ta ghi nhớ đăng nhập, tức là xây dựng cái trang đăng nhập ý, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn một cái chi tiết. Như vậy là với cái cơ sở dữ liệu mẫu này thì các bạn có thể là xây dựng được rất nhiều các cái mẫu dữ liệu khác nhau để chúng ta có thể đưa vào trong một cái dự án website của các bạn. Thông thường thì ví dụ như là các bạn xem cái bộ hệ thống CMS của WordPress cũng vậy, thì khi mà chúng ta xây dựng xong cơ sở dữ liệu thì nó cũng sẽ làm ra một số cái cơ sở dữ liệu mẫu sẵn cho người dùng, để khi người ta dùng cái là người ta có thể sử dụng được ngay. Ở đây thì tôi chỉ tạo ra một cái cơ sở dữ liệu mẫu đơn giản là user, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm về các cái nội dung này. Video của chúng tôi cũng xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý và quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.